Xin chào anh em, Danh đã quay lại đây và ngày hôm nay Danh sẽ mang cho mọi người một video liên quan đến hai sản phẩm. Ngày hôm trước Danh đã có video review về Oneplus 6T và LG V40 về màn hình đúng không? Thì hôm nay Danh sẽ cho mọi người một cái góc nhìn khác, đó là về camera của Oneplus 6T so với LG V40 như thế nào. Thì ngoài camera thì Danh cũng sẽ cho mọi người biết cái khả năng quay video cũng như là khả năng thu âm trên video nó có được lọc tiếng ồn tốt hay không. Thì anh em nhớ là theo dõi trong video này. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên cho Danh một like và subscribe mọi người nha. Còn bây giờ thì theo dõi video. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đến với tấm hình đầu tiên. Thì tấm hình này Danh chọn góc quay ở phía nhà hát Hòa Bình và coi chùa kế bên. Thì khung giờ Danh chọn đây là khoảng giờ buổi chiều, khoảng tầm sau giờ 5 giờ rưỡi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mọi người nha. Thì nhìn về tổng quan thì đầu tiên là về ánh sáng. Thì trên Oneplus 6T thì nó sẽ chia đều ánh sáng hơn. Như mọi người thấy là mặt trời, mặc dù ánh sáng mặt trời lúc nào cũng là sáng nhất, nhưng mà trên Oneplus 6T thì nó sẽ cân bằng ánh sáng và chia đều cho những vật xung quanh. Thay vì trong đó LG 40 sẽ tập ánh sáng, chung ánh sáng ở phần trên đây thôi, cứ nghĩa trên bầu trời thôi. Còn những phần dưới bắt đầu nó sẽ làm tối đi rất nhiều. Đó, mọi người thấy rõ mà. Ở trên Oneplus 6T mọi người còn nhìn rõ được các chi tiết ở dưới, ví dụ như là bậc thang, cây cối, lá màu sắc. Nhưng mà trên LG V40 thì mọi người sẽ không thấy và hầu như nó trở thành một về màu đen là nhiều. Đó. Nói chung nếu như mọi người đánh giá từ tòa nhà đi xuống thì trên Oneplus 6T sẽ chiếm điểm cộng, trong khi đó LG V40 sẽ không bằng. Mặc dù là phần dưới đây bị tối, nhưng nếu như mọi người zoom lên ở phần ngay chỗ những chi tiết, ví dụ như là tòa nhà ở đây nè, thì mái nhà ở đây màu xanh và màu đỏ ở đây á, ở trên Oneplus 6T nó đã bị giảm cái độ chân thật. Trong khi trong đó LG V40 mặc dù bị tối nhưng màu sắc ở đây vẫn giữ lại độ chân thật rất là cao. Đỏ và xanh rất là nhìn khá là chân thật rất nhiều. Nó chỉ thua ở Oneplus 6T chỗ là cân bằng và điều phối ánh sáng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từ ngay chỗ những tòa nhà này bắt đầu đi lên nè. Mọi người nhìn rõ nè. Từ tòa nhà đi lên thì mọi người nhìn dải mây ở bên Oneplus 6T với LG 40 thì có vẻ như V40 đã chiến thắng ở phần này. Nó làm mọi thứ gần như là rất là chân thật và tự nhiên. Chúng ta cảm giác là mây bên đây nó nhìn nó khá là đẹp hơn nhiều, nó có nghĩa như có, nó kiểu như có sức, có hồn hơn. Trong khi Oneplus 6T nói chung nó không có hồn cũng không đúng, nhưng mà về điểm á, thì nếu đánh giá thì chỉ bằng 8 trên 10 điểm so với V40, cơ bản như vậy cũng rất là ok. Điều Danh thích nhất ở đây á, đó là ở phần tòa nhà, tòa tháp. Mọi người thấy là nếu như mà chúng ta đánh giá là bên V40 á, từ tòa nhà đi lên là điểm cộng cao, nhưng mà ở phần tòa nhà ở đây nè, trên Oneplus 6T nhìn khá rõ chi tiết và chúng ta nhìn rõ ở từng bậc bao nhiêu tầng. Trên đây thì nó bắt đầu là tối, V40 bắt đầu là tối. Thì nếu như nhìn về tổng quan thì tấm đầy trên Oneplus 6T khá là ổn, mọi người có đồng ý không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với tấm hình tiếp theo. Bây giờ ở tấm thứ hai thì Danh sẽ cho mọi người xem, Danh đã chụp đây là ở Hồ Điều Hòa. Thì ở tấm này thì nói chung hai tấm này nó chỉ xích sót nhau khoảng tầm 1 phút, là một cái bên có đèn và một bên không đèn, nên chúng ta bỏ qua chi tiết đèn hay không đèn nha. Bây giờ chúng ta tập trung những vật thể xung quanh. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn bên cái tầng bên tay phải ở đây. Mọi người nhìn bên đây thì mọi người thấy rằng cái màu bên đây nhìn khá là đúng nghĩa là vàng, nhưng bên đây nó trở thành màu hồng rồi, pha tí xíu màu hồng ở đây. Tức nghĩa là nếu như chúng ta quay qua một cái điều kiện gọi là thiếu ánh sáng, tức là thiếu nguồn sáng, thì trên Oneplus 6T nó sẽ bắt đầu ngã đi về màu hồng. Ngã đi màu hồng, những cái màu vàng, màu xanh, những màu mát, những nền móng sẽ đầu ngã đi về màu hồng một xíu. Nhưng nếu như nhìn về những cái màu xanh lá cây, đặc biệt là cây cối, thì trên Oneplus 6T sẽ cân bằng sáng tốt hơn rất nhiều. Mọi người nhìn rõ, ví dụ như nhìn đâu, ví dụ ở đây ánh sáng chiếu tới đúng từ bên trái chiếu qua, thì Oneplus 6T nhìn sáng ở phần này, Oneplus 6T sáng phần này. Nhưng trên LG 40 bắt đầu nó thiếu mất đi sự cân bằng và đầu tối đen và phía sau đen hơn, còn đây sáng bắt đầu. Nên nói chung là về cây cối thì bên Oneplus 6T làm rất tốt, nghĩa là nó một cách logic hơn, sáng và sau đó là sẽ tối và tối tối dần, còn đây là tối luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về những tòa nhà xa đây. Khi chúng ta zoom thiệt là xa lên đây, zoom đến một khoảng vừa phải, thì mọi người thấy rằng cái cây cột kế bên tòa nhà nó đã mất đi cái màu đỏ truyền thống của nó, nhưng trong khi đó Oneplus 6T khả năng giữ lại màu của nó còn khá là ok. Thực ra nói chung là ăn may thôi, Oneplus 6T ăn may, tại vì như Danh nói là nó sẽ bị ngã đi về màu hồng, thì vô tình cái màu đen này nó trở thành về màu đỏ, nó ná như vậy, vô tình thôi, nói chung là nay là ăn may. Nhưng mà về cái độ chi tiết thì Danh vẫn đánh giá cao trên Oneplus 6T hơn. Khi mọi người zoom tới đây thì độ chi tiết mọi người so với LG V40 thì vẫn còn khá là ok rất là nhiều.
Rồi, những cái viền vàng hay là các kiểu thì ở đây chứ không nói nữa, tại vì nó ngã về màu hồng không nói. Chúng ta sẽ nhìn tới những độ chi tiết của những cái cửa sổ. Thì trên V40 á, thì nó sẽ có một cái chiều sâu khá là tốt. Còn trên Wallet 6T thì nó không được hỗ trợ chiều sâu, nhưng cơ bản về nhìn tổng quát thì cũng khá là ok. Thì khi chúng ta zoom xa thì đánh giá là Wallet 6T khoảng tầm 8.5-9 điểm so với V40. Rồi. Rồi chúng ta zoom lại. Rồi bắt đầu chúng ta nhìn tới những dãy mây nè. Dãy mây của trên Wallet 6T và LG40 nó có mang hai màu sắc khác nhau. Trên 6T á, thì chúng ta cảm giác là những cái mây này nó bắt đầu nó đục hơn, trong V40 nó nhìn nó sáng sủa hơn. Nhưng mà trên thực tế ở ngoài á thì nghiêng về V40 mọi người nhé, nghiêng về V40. Trên thực tế ở ngoài thì V40 nhìn chuẩn hơn ở ngoài rất là nhiều. Nên cơ bản về camera thì chúng ta không thể từ chối được là V40 nó đẹp, nó thật. Rồi. Như vậy là ở camera thứ hai là chúng ta đã cùng nhau phân tích. Và cái điều thứ ba chúng muốn nói là góc chụp của Wallet 6T rộng hơn nhiều so với LG V40. Nếu như mọi người chỉnh qua góc chụp của LG V40 rộng hơn thì cái độ chân thật nó sẽ không bằng Wallet 6T. Cái đó là điều danh đúc kết để ta thử rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới tấm ảnh thứ ba. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tấm hình thứ ba. Thì tấm hình này là danh chụp với hai chế độ khác nhau trên hai sản phẩm. Đối với Wallet 6T danh chụp ở chế độ đó là Night, chụp chế độ ban đêm. Còn đối với LG V40 á, đó là chụp chế độ AI, nói chung là sẽ hỗ kỹ thuật số á, kiểu vậy. Thì trên Wallet 6T thì nhìn nó sẽ ảo diệu hơn. Nên chế độ này sẽ dành cho anh chị nào mà, anh em nào mà thích chụp sóng ảo hay là muốn lung linh xì dầu thì các kiểu thì 6T sẽ hợp lý. Còn trên V40 thì Danh muốn dùng qua công nghệ đẹp cho mọi người biết là khả năng phân tích tỉa số của LG40 khá là ok. Mọi người nhìn các chi tiết được làm lại khá là nét hơn là mọi người chụp camera thường. Đó. Nói chung là chúng ta cho điểm mạnh của những cái phần mềm này thôi. Rồi chúng ta sẽ đến những tấm hình thứ tư. Đây. Tấm hình thứ tư thì Danh sẽ chụp chụp cận cảnh và trong điều kiện là chiều mát. Thì đối với LG V40 thì thật sự gọi chấm điểm LG V40 là khoảng tầm 10 điểm, nói chung là điểm maximum. Tại vì sao? Tất cả những màu sắc đều làm lại rất là chân thật, cực kỳ chân thật, mọi người thấy rất rõ. Mặc dù Danh đang khẳng định đây là trời trong khoảng tầm là chiều, nói chung là không điều ánh sáng, nhưng mà trong cái góc như thế này nè, nó cân bằng, mọi thứ đều cân, mọi người cảm giác như chúng ta chụp đang ở một điều kiện là đang trời mát, đúng là trời mát luôn á. Tất cả mọi thứ từ cây cối, vật thể các kiểu đều làm rất là tươi. Trong khi đó, Wallet 6T thì khi mà chụp điều kiện gần như không đủ ánh sáng thì nó sẽ có một hiệu ứng hình như nó nghiêng về màu hồng hơi nhiều. Và đây là, nhưng mà nó được cái là những tấm như vậy thì chúng ta biết đây là những cái góc mà khi chúng ta chụp chiều, nó nhìn vô thì chúng ta sẽ biết là chụp chiều, còn trong khi V40 chúng ta không biết, nó được một cái được này mất kia. Nhưng mà cơ bản thì nói xấu thì không phải xấu. Trên Wallet 6T mọi vật chi tiết đều còn rất là ok, cực kỳ ok luôn chứ không phải là rất ok nữa. Đều rất là sắc nét. Nói chung là khi mọi người zoom đây nè, còn rất là nét. Nhưng mà cái vật thể ở đây nó sẽ không nét bằng V40. Cái cây đây nè, không nét bằng. Tức là nó chỉ tập trung những cái vật từ cái cây sau lưng trở về sau, nhưng trở về trước thì nó không nét. Đó. Nói chung chấm ở điểm đây thì khoảng tầm 7 điểm mà thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giữ cho tính năng xóa phông. Đây, chế độ xóa phông đây. Đây, xóa phông đây. Thì nếu như xóa phông thì cơ bản thì hai sản phẩm này đều làm rất ok. Nhưng mà nếu đánh giá thì vẫn V40 vẫn chiếm vượt trội. Nhưng mà trong tầm tiền này, và như Danh nói là cho mọi người một góc nhìn khác của Wallet, thì ở đây camera năm nay Wallet 6T xử lý khá là tốt trong việc xóa phông. Dù xóa phông nhưng không phải kiểu giống như là phanh tròn giống như thời cũ, mà nó sẽ xóa một cách chi tiết. Ví dụ đây liền đây nè, làm liền ở đây. Đó, có nghĩa là nó sẽ theo cố định một cách hình hài á, chứ không riêng hình tròn một cách khuôn mẫu nữa. Nói chung năm nay thì làm xóa phông khá là ổn, Danh đánh giá cao về khả năng xóa phông năm nay của Wallet 6T. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tấm hình cuối cùng. Đó là tấm hình chúng ta chụp những vật chuyển động. Khi mọi người chụp ở chế độ này gọi là đang điều kiện gọi là thiếu sáng, trời tối, bắt đầu khoảng tầm 6 giờ rồi, thì trên V40 bắt đầu nó làm sáng lên, nhìn nó như ban ngày vậy á, nhìn nó không có chân thật. Đó là điều Danh đang đánh giá, không có chân thật. Nếu như mà đang chụp ban đêm ok thì anh có ít nhất còn phát hiện cái này là anh ban đêm, nhưng anh chụp thì giống như ban ngày rồi. Đây là đúng ban đêm nè, mọi người cảm giác đây là ban đêm. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát những cái vật thể người dưới đây di chuyển.
Thì nói chung những cái này đều bắt nét rất nhanh. Người như chụp cái kịch là cảm giác như vật thể này đang chuyển động nhanh, chuyển động chậm đều thể hiện trên đây, đều làm rất là tốt. Rồi bắt đầu chúng ta zoom nè. Zoom. Mọi người nhìn vào cái này gọi là gì ta? Giải phân cách nhỉ? À, gọi tạm thời gọi là giải phân cách đi. Thì trên Wireless 6T Danh đánh giá cao vì độ chi tiết và thể hiện nét rất là ok. Thực ra thì nếu như chúng ta so sánh thì Wireless 6T chiếm thế thượng phong ở cái việc là khi chúng ta zoom, độ bắt nét zoom khá là tốt, làm cực kỳ tốt luôn. Rồi chúng ta nhìn tới cái giải phân cách ở trên đây, giải đi qua bộ qua đường đó. Thì trên Wireless 6T nhìn khá là ổn. Nhưng mà điểm mà Danh không thích ở đây đó là về màu sắc của đường. Màu sắc của đường thì không thể nào mà so sánh V40 một cách chân thật. Cái điều đó không thể bàn cãi được. Wireless 6T nó hơi bị ngã về màu hồng, như Danh nói, hơi ngã về màu hồng. Chính xác là như vậy. Rồi, như vậy nhìn về tổng quan, nếu như mọi người đánh giá thì về camera, nếu như mọi người chụp zoom thì ok là Wireless 6T sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng mà nếu như mọi người chụp trong điều kiện thiếu sáng, không có một nguồn sáng nhất định, thì LG V40 vẫn vượt trội hơn và Wireless 6T sẽ có xu hướng bị ngã về màu hồng. Đó là ý kiến của Danh, còn mọi người cũng tham khảo như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần video mọi người nha. Wow, như vậy là chúng ta đã vừa xem coi một cái khía cạnh nào đó của Wireless 6T về camera, mọi người thấy sao đúng không? Nếu như riêng về cá nhân Danh thì năm nay Wireless 6T thực sự là một sản phẩm hoàn hảo để cho mọi người chọn. Thực sự là hoàn hảo đây, nó cũng không gọi là quá perfect 100%, nhưng mà ở một mức ngưỡng nào đó chúng ta là cho phép nó là hoàn hảo. Với một con cấu hình mạnh, giá tiền lại tầm trung nữa, thực sự không phải là gọi là quá cao cấp, nhưng với giá tiền này mọi người chọn một sản phẩm vừa cấu hình khủng, camera cũng khá là ok, và chưa kể nó làm màn hình cũng rất là đẹp, thì mọi người nghĩ sao về dòng Wireless 6T? Rồi, Danh chỉ nói tới đây thôi, còn quyết định cũng là vẫn ở mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người ở những video lần sau. Thank you for watching my video. Xin chào.